Em chào cả các bác. Hôm nay thì nhà vườn em giới thiệu và chia sẻ cho bác một số giống địa lan. Hôm nay thì em có phòng vay bay, thanh cách nhật và đại hoàng cánh thủy tiên gốc nhé. Em mời các bác cùng đến với số 1 của ngày hôm nay. Đơn số 1 của ngày hôm nay thì là vàng vay bay các bác nhé. Em mời các bác cùng ngắm qua hoa của cây vàng vay bay. Một cây cánh bầu bay đài mở rất là đẹp các bác ạ. Em mời các bác cùng đến với số 1 của ngày hôm nay. Đơn số 1 thì hai là hai thân một mầm gốc nhé. Mầm rất là to. Hai thân một mầm. Đó, thân này hai thân một mầm. Một thân còn 3 lá, một thân một lá gốc nhé. Hai thân một mầm. Này nó chỉ lỗ nhẹ thôi các bác. Lỗ nhẹ thôi. Đơn số 1 thì em chia sẻ cho các bác giá là 3,5 triệu các bác nhé. 3,5 triệu cho đơn vàng vay bay đơn số 1 các bác nhé. Mầm rất là to. Thường thường những cái chậu mà em trồng bột dừa ấy thì bột dừa này mà không ghim que ấy, thì là bộ thường thường bộ rễ nó rất là khỏe các bác nhé. Thế là em không ghim que. Tiếp theo em mời các bác cùng đếm đơn số 2 với vàng vay bay. Đơn số 2 là hai thân các bác nhé. Hai thân. Cái vàng vay bay thì dáng lá của nó cũng rất là đẹp các bác. Đơn số 2. Hai thân. Đơn số 2 thì em chia sẻ cho bác giá là 4 triệu các bác nhé. 4 triệu cho cây vàng vay bay đơn số 2. Tiếp theo đến đơn số 3. Đơn số 3 là cái thanh cách nhật các bác nhé. Em mời các bác cùng ngắm qua mặt hoa của cái thanh cách nhật. Thanh cách nhật bông cánh bầu rất là đẹp các bác. Đà cánh bầu bay đài mở rất là đẹp. Được, cũng được khá là nhiều các bác đang sưu tầm. Đơn số 3 thì gần 3 thân rồi các bác nhé. Đơn số 3 thì gần 3 thân rồi. Mầm rất là to. Mầm này rất là to các bác. Đơn số 3 thì lá nó bị lỗ một chút các bác nhé. Đó, lá nó bị lỗ một chút. Đơn số 3 thì em chia sẻ với bác giá là 3,5 triệu các bác nhé. 3,5 triệu cho cái thanh cách nhật đơn số 3. Tiếp theo mời các bác cùng đến đơn thứ 4. Đơn thứ 4 cái thanh cách nhật. Đơn thứ 4 là 3 thân 2 mầm to các bác nhé. 3 thân 2 mầm to. Mầm nó rất là to. Ba thân hai mầm to. Đơn thứ tư thì em chia sẻ cho bác giá là 5 triệu đó nhé. 5 triệu cho cái thanh kinh nghiệm đơn thứ tư. À đơn thứ tư đúng không? Đơn thứ tư các bác nhé. Giá ra 5 triệu cho cái thanh cây nhật thứ tư.
mầm rất là to. Tiếp theo mời các bác cùng đến với đơn số 5. Đơn số 5 thì là cây đại hoàng cánh thủy tiên các bác nhé. Em mời các bác cùng ngắm qua mặt hoa của cây đại hoàng cánh thủy tiên. Cây cánh bầu rất là đẹp. Cây này thì cũng được khá nhiều các bác đang sưu tầm. Hôm nay thì em có một ít giống chia sẻ cho các bác. Đến với đơn thứ 5. Đơn thứ 5 này thì nó là hai củ chọc các bác nhé. Đó, những cái củ chọc như này thì em bán chia sẻ cho các bác. Để các bác cũng hên xui các bác. Những cái củ như này thực ra thì cũng hên xui, nó có thể lên và có thể không lên. Thì, đơn số 5 này thì em chia sẻ cho các bác giá là 250k các bác nhé. 250k. Tiếp theo đến đơn thứ 6 nhé. Đơn thứ 6 này nó cũng là một củ già. Củ già không lá. Đơn thứ 6 thì em cũng chia sẻ cho các bác giá là 250k. Cho cái đại hoàng thủy tiên đơn thứ 6. Tiếp theo đến với đơn số 7. Đơn số 7 thì nó là ba củ chọc các bác nhé. Đơn số 7 là ba củ chọc. Đơn số 7 thì em chia sẻ cho các bác giá là 550k các bác nhé. Giá là 550k. Ba củ chọc giá 550k. Tiếp theo em mời các bác cùng đến đơn số 8 các bác nhé. Đơn số 8. Đơn số 8 thì đã có mầm các bác nhé. Đơn số 8 thì em dâm từ năm ngoái nên đã nảy mầm rồi. Còn từ đơn thứ 5 đến đơn thứ 7 thì là những cái củ em mới tách. Mới tách để chia sẻ cho các bác. Còn củ thứ 8 thì em dâm từ năm ngoái thì đã lên mầm rồi. Đã có mầm rồi. Bên này cũng vẫn còn hai mầm các bác nhé. Bên này còn hai mầm này, hai mầm mắt đây. Đó. Bên trên là một mầm và bên dưới một mầm các bác nhé. Bên này là hai mầm và bên này một mầm nữa. Đơn số 8 thì em chia sẻ cho các bác giá là 850k các bác nhé. 850k. Cho đơn thứ 8. Đó, đơn thứ 8 thì em dập từ năm ngoái nên đã nảy mầm rồi. Còn đơn thứ 5 và đơn thứ 7 thì em mới tách chia sẻ cho các bác thì chưa có mầm các bác nhé. Tiếp theo đến với đơn cuối cùng ngày hôm nay. Cây đại hoàng thì tiến đơn cuối cùng các bác nhé. Cây này thì đã có hai mầm rồi các bác này. Hai mầm khá đẹp rồi. Củ già một lá các bác nhé. Từ thứ 9 thì em chia sẻ cho các bác giá là 1.900.000 các bác nhé. Giá là 1.900.000. Hai mầm lên đang rất là đẹp. Địa chỉ nhà vườn em thì ở tại cầu Mê Linh Hà Đông các bác nhé. Bác nào mà ở gần có thời gian thì có thể qua trực tiếp vườn em. Số điện thoại em có để bên dưới video các bác nhé. Bác nào đến thì cứ gọi điện cho em thì em ra chỗ cầu em đón. Còn bác nào ở xa thì em sẽ gửi cây cho các bác nhé. Em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào các bác.